Hello, xin chào mọi người, mình là Linh, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình quay lại phần 3 cho chủ đề make up với đồ drugstore. Chủ đề này thì đã quá trường tồn với thời gian rồi, nhưng mà sau một thời gian dài thì mình lại tìm được những cái sản phẩm giá thành hợp lý mà chất lượng lại ổn áp, và đã có những layer make up mà bây giờ mình muốn giới thiệu tới cho mọi người nhiều hơn, nên là mình quyết định quay phần 3 của cái series make up với đồ drugstore này. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng kem lót. Cái chai kem lót này giá thành rất là rẻ, nhưng mà packaging thì rất là xịn sò và chắc chắn, cầm rất là chắc tay luôn ý. Với những dòng kem lót có màu như thế này thì nó sẽ khắc phục được những cái khuyết điểm da một chút trước khi chúng mình bước vào kem nền. Ví dụ như cái màu tím như thế này thì sẽ giúp những bạn có làn da bị xanh xao, có làn da xỉ màu này, hay là kiểu da bị quá vàng ấy, thì cái sắc tím này nó sẽ làm cho da mình hồng hào hơn, trông tươi tắn hơn và nâng tông một chút nhẹ. Cái sản phẩm này nó có cái mùi thơm rất là nhẹ, hơi mát mát, rất là dễ chịu. Mình vừa quay góc ánh sáng đều hơn và cho ánh sáng xuống một chút xíu để mọi người có thể thấy rõ hiệu quả hơn. Đây là cái bên mình đã tán sản phẩm rồi, thì mọi người có thể thấy là nâng tông một chút nhẹ so với da thật của mình, và nó làm bên này của mình đều màu hơn chút xíu và cảm giác hồng hào và tươi sáng hơn cái sắc da bên này, đúng không? Đấy, mình cảm giác là da mình trông kiểu tươi sáng hơn ý. Chỉ là một lớp kem lót rất là mỏng nhẹ thôi. Trông da đều màu hơn thì trông mặt đã sáng sủa hơn kha khá rồi, đúng không? Tiếp theo là mình sẽ đến với kem nền. Mình sử dụng màu MW01. Cái màu này nó sẽ phù hợp với những bạn da trung bình giống như mình. Và khi mà mình đặt ý, mình không nghĩ là mình được tặng kèm một cái bông mút như thế này. Nó sẽ rất là tiện. Và trước khi tán kem nền thì mọi người hãy làm ẩm cái bông mút này một chút. Ở đây thì mình sử dụng cái setting spray này của GC để xịt làm ẩm bông mút một chút, để khi mà tán nền á, cái lớp nền nó sẽ có độ ẩm và nó sẽ dễ tệt ra hơn. Chất kem của em này thì nó sẽ không quá đặc. Chất kem này nó khá là mỏng nên là rất là dễ tán. Mọi người có thể thấy là bây giờ cái lớp nền của mình nó đã che phủ được khá khá những cái vùng da không đều màu này, hay là một chút cái vùng thâm mắt của mình rồi. Hiện tại thì mình đang khá thích cái finish của cái sản phẩm này. Tại vì bây giờ da mình trộm vía một tỷ lần thì không còn khuyết điểm gì nhiều nữa. Khi mà mình tìm cái sản phẩm nền á, mình chỉ cần muốn là một cái sản phẩm nền nó hơi ẩm nhẹ, để khi mà tán lên da thì da vẫn có độ cao bóng tự nhiên nhưng mà sẽ không quá dính. Thì cái sản phẩm này nó sẽ như này đấy mọi người ạ. Đây mọi người có thể thấy là cái bên này của mình thì nó đã đều màu hơn này, và chêm được một chút còn thâm mắt nữa. Với hàng ngày khi mình không make up quá nhiều ấy, quá đậm, thì mình cũng sẽ chỉ dùng một lớp mỏng cushion thôi. Nhưng mà khi mà quay video với những make up lúc nó khá là đậm và chi tiết ấy, thì mình sẽ sử dụng thêm một lớp mỏng nữa để cho da được đều màu và nó kiểu mịn màng 100% ý. Bây giờ mình sử dụng một chút kem che khuyết điểm ở vùng quầng thâm mắt nữa thôi là ok. Tại vì những cái vùng da không đều màu của mình, hay là mấy cái chấm li ti màu đỏ đỏ ấy, thì cái kem này nó đã che phủ được rồi. Nên là bây giờ mình chỉ cần che vùng quầng thâm mắt nữa thôi. Bây giờ thì mình sẽ phủ phấn. Nếu mọi người xem các video make up của mình thì một cái thứ mình không thể thiếu trong make up khi mùa hè thì chính là phấn phủ mọi người ạ. Tại vì thời tiết miền Bắc mùa hè quá là kinh khủng, nó ẩm ướt này, nó nóng này, cộng với cái việc là bây giờ mình đeo khẩu trang thì cái việc make up dây ra và ẩm ướt là mình rất là khó chịu. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng phấn phủ. Mình sẽ sử dụng kỹ nhất ở vùng chỗ này là tại vì cái phần này nó sẽ dễ xây dịch nền, và những cái vùng hai bên cánh mũi này của mình thì da dầu rất là nhiều. Mình thích cái sản phẩm này khi dùng mùa hè tại vì nó sẽ làm lớp nền của mình khô ráo khá là tốt, và nó còn che phủ lỗ chân lông một chút nữa cơ. Apply cái này kỹ nhất ở vùng này và cánh mũi. Sau đây thì mình sẽ dặm đều ra xung quanh. Đấy, mọi người có thể thấy là bên này nó sẽ hơi mờ mờ blur blur một chút tại vì nó che phủ lỗ chân lông khá là tốt. Và mọi người có thể thấy là so với cái lớp mềm bên này thì nó sẽ không bị lệch tông, nên là cái phấn phủ này nó còn thêm một điểm cộng nữa là trông nó rất là tự nhiên. Cái phấn phủ này thì nếu mọi người không hoạt động ngoài trời thì nó sẽ có thể bền được từ 5 đến 8 tiếng lận. Nhưng mà khi chúng mình nếu mà hoạt động ngoài trời quá lâu thì cứ giữ chữ cái này ở trong người, vì khi nào mà da nhiều dầu quá thì chúng mình lại touch up lại một chút để cho lớp nền được khô ráo hơn. Đấy, và bây giờ cái lớp nền của mình đã có một cái finish
mị mị lì lì, mờ mờ đúng không? Và mình còn nghe nói cái sản phẩm này chống nước tốt, nên bây giờ chúng mình cùng thử thôi. Mình đã có một cốc nước rồi đây. Bây giờ thì mình sẽ đổ một chút vào đây nhá. Mình sẽ đổ trực tiếp vào đây luôn. Nó cứ chạy ở trên cái hộp phấn mọi người ạ. Đấy, đấy. Thì bây giờ nhá, mình sẽ thấm cái nước này. Cái giấy của mình có đang trắng như này đúng không? Rồi mình sẽ thấm cái nước này. Nó không ra tí nền nào luôn mọi người ạ. Nó không ra tí nền nào ở cái giấy này luôn ý. Đây, bây giờ đã khô ráo rồi. Nó còn một đống trong này nữa. Ôi giời, đống nước vào trong này. Test ở trong hộp phấn xong rồi, bây giờ mình sẽ thử test lên da của mình nhá. Và hiện tại thì nhà mình đang không có một cái chai xịt nào sạch để mình có thể xịt lên mặt được. Thì mình chơi một cái trò mạo hiểm hơn, chính là đổ trực tiếp nước lên trên này luôn. Ok nhá. Ok, bây giờ mình sẽ thấm. Không một tí nền nào luôn. Ôi dồi ôi. Đây, hai mặt trắng phau. Bây giờ mình thử thêm bằng một cái khăn sạch nữa. Thì cái nền đã khô ráo rồi. Và nó không một tí nền nào mọi người ạ. Thành công. Và tiếp theo thì mình sẽ dùng kẻ mày. Kẻ mày này của GC thì nó sẽ bé bé, nên là rất dễ kẻ và không thể thiếu cái đồng chổi này để làm cho việc kẻ lông mày của chúng mình dễ dàng hơn. Thời gian gần đây thì mình thích kẻ lông mày nó tự nhiên ý, và nó sẽ rất là nhạt thôi, nên là mình sẽ kẻ cái phần thiếu để định hình lại khuôn mày, thì chính là cái phần đuôi mày như này thôi. Một chút ở phần đầu mày vì mình thiếu. Lông mày của mình chỉ như này thôi mọi người ạ. Bên này thì cái dáng của mình nó hơi khác một chút, nên phải sửa làm sao để nó giống với dáng bên kia. Thiếu ở đâu thì mình bù ở đấy mọi người. Lông mày rất là đơn giản thôi. Và phần khối thì mình sẽ tán ở phần từ phần này kéo phần đầu mũi. Có một cái này mình thấy ở trên mạng rất là nhiều, nhiều bạn khuyên là không nên tán từ đầu phần mày kéo xuống phần đầu mũi thì trông nó sẽ cứng. Nhưng mà mình luôn tán như vậy, mình vẫn tán làm sao để cho cái đường khối nó mềm mại và nó vẫn che được khuyết điểm của mình. Tại vì cái khuyết điểm mũi của mình nó nằm ở cái chỗ là nó béo vào cái sống mũi như này và to ở phần đầu mũi. Nếu mà như hướng dẫn trên mạng là các bạn bỏ qua cái phần này, chỉ tán ở phần đầu mũi thôi, thì mũi mình sẽ lộ khuyết điểm rất là nhiều ấy. Nên là mình vẫn sẽ tán từ phần này kéo xuống phần đầu mũi, nhưng mà tán làm sao để cho cái đường khối nó nhẹ nhàng và trông nó tự nhiên nhưng mà vẫn đem lại hiệu quả tốt. Cái mình muốn nói đây đấy chính là khi mà mọi người xem những cái tips ở trên mạng hay là những video makeup của ai thì mọi người nhớ xem kỹ và tìm được những cái phù hợp với nét mặt của mình hay cái style makeup của mình nhé. Mình sẽ tán đậm nhất ở cái phần đầu mày để cho cảm giác là cái chiều sâu của mắt này, và cái phần này làm mũi mình cao hơn. Sau đấy thì tán nhẹ ở phần giữa và đậm nhất ở phần đầu mũi, tại vì cái đầu mũi của mình to nhất nên là mình tập trung che khuyết điểm ở đấy. Mình sẽ đưa cọ để tán cái đường xung quanh này một chút này, để cho cái phần khối nó tan nhẹ ra xung quanh. Và không quên một chút ở phần xương gò má để mặt mình nó có chiều sâu hơn. Khi mà mọi người tán khối ấy, mọi người đừng có kỳ vọng là nó sẽ biến mặt mình từ tròn thành trái xoan và nó sẽ làm mặt mình bé còn tí ấy. Thì mọi người phải hiểu là cái này chỉ đem lại hiệu ứng. Ví dụ như lên ảnh thì trông mặt mình có thể bé hơn này, hoặc là tùy từng góc, một vài góc thì trông mặt mình sẽ bé hơn, chứ không phải là nó làm mặt mình bé đi thật sự. Đấy là những cái mọi người kỳ vọng vào make up quá nhiều ấy. Và tiếp đến là với make up mắt thì ở đây thì mình có hai bảng mắt. Đây, một bảng mắt nhiều nhũ hơn thì sẽ là bảng này. Và cái màu nhũ của bảng này nó rất xinh luôn ấy mọi người ơi. Mình dùng của nó rất là sáng này, bám rất là tốt và nó rất là xinh. Còn bảng này thì nó sẽ là một hai ô nhũ thôi, còn lại là những cái màu dễ dùng hàng ngày. Nên mình lựa chọn hai bảng này. Packaging thì hơi nhẹ tay một chút nhưng mà màu lên thì rất là tốt. Mình không thích packaging lắm vì trông nó kiểu hơi trẻ con ý. Nhưng mà màu lên rất là tốt nha. Màu lên rất là đậm luôn ý, nên là khi mà mọi người dùng thì nên cẩn thận hoặc là tiết chế lại nhá. Mình sẽ dùng màu này đầu tiên để phủ lên toàn bộ màu mắt. Mình sẽ tán lan rộng lên trên gần mày một chút. Tại vì hôm nay cái layer makeup của mình nó sẽ là cut crease à? Không nhớ cái tên đấy đọc đúng không cơ.
Tiếp theo thì mình vẫn sử dụng màu đấy để tán cái phần võng mắt dưới. Tiếp theo mình sẽ sử dụng một chiếc cọ to hơn để tán tan cái đường viền màu mắt lúc nãy ra cho lan rộng hơn. Tiếp theo thì mình sử dụng màu này để tán giống như cái màu số 1 vừa rồi. Mọi người cứ tán tan lên trên giống như màu vừa nãy nhé. Đấy, mọi người có thể thấy màu lên rất là tốt đúng không? Bây giờ mình sẽ dùng cái cọ to để tán tan cái màu mắt này ra. Cái màu mắt này thì mình sẽ tán kỹ hơn để vì nó đậm hơn ý. Ok, màu mắt của mình phải lan rộng như này để tí nữa mới đem lại hiệu quả như mình mong muốn được. Và đến phần quan trọng đây là mình sẽ sử dụng một cái màu che khuyết điểm hơi sáng một chút để có thể tạo cái phần che khuyết điểm ở mắt. Cái che khuyết điểm này của mình thì nó cũng sắp hết rồi nên là mình sẽ sử dụng trực tiếp cái này lên luôn. Sau khi xác định được vị trí rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng cọ để tán lại cho nó đều và nó sắc nét hơn. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái màu mắt như thế này để phủ lên cái vùng che khuyết điểm đấy, nó định hình lại và nó sẽ không bị xê dịch ý. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng chiếc cọ vừa nãy để có thể tán lan cái phần giữa hai cái màu khác nhau. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái nhũ này để tán lên cái phần che khuyết điểm màu trắng vừa nãy. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục làm nốt về mắt bên này nhé. Mình vừa xong hai bên mắt rồi đây. Đây trông nó hơi buồn cười đúng không? Mình sẽ kẻ mắt GC. Cái đầu bút này nó sẽ rất là dễ kẻ. Với phần kẻ mắt thì mình sẽ kẻ từ đầu mắt đến đuôi mắt luôn. Nhưng mà từ đầu mắt đến phần này nó sẽ mỏng thôi, để không che đi cái phần mí mắt của mình. Để mình muốn giữ hai cái mí nó rõ nên là mình không kẻ dày ở phần đầu. Mình chỉ kẻ sát ở phần chân mi, xong rồi tô kín phần chân mi thôi. Về phần đuôi thì mình mới kẻ dày hơn. Mình sẽ kẻ chéo lên trên như thế này. Bút kẻ mắt này của GC thì khi mình kẻ đậm như thế này này, mình có mặc đi mặc lại 2-3 lần thì màu lên đậm. Nhưng mà nếu mình chỉ dùng một lần và kẻ những cái make up mắt hàng ngày thì nó sẽ hơi nhạt một chút. Nhưng được cái là mực ra đều và đầu thì cũng dễ kẻ nữa. Tí mình cũng sẽ sử dụng cái này để kẻ lông mi giả ở dưới luôn. Mình sử dụng một chiếc cọ bé như thế này và dùng cái màu tán màu mắt vừa rồi. Đây, mình chấm ở phần đầu thôi thì mình mở góc mắt bằng phấn. Cái kiểu mở góc mắt này nó sẽ nhẹ nhàng hơn là mở góc mắt bằng bút kẻ mắt. Đây, mọi người có thể thấy là cái phần đầu mắt của mình đã chéo hơn bên này một chút rồi, nhưng mà nó sẽ không bị quá sắc nét ý, tại vì hôm nay mình muốn tập trung vào cái phần màu mắt ở trên. Bây giờ thì mình sẽ kẹp mi và chút mascara. Mascara thì GC cũng có những cái sản phẩm mascara, nhưng mà cái này sẽ không phù hợp với make up và layout của mình hôm nay, nên mình sẽ phải sử dụng một loại mascara khác. Bây giờ thì mình sẽ bôi keo lên cái phần mi dài trước để tí nữa khi mà mình gắn lên á là nó đã ráo ráo rồi, gắn nó sẽ dễ dàng hơn. Kẹp mi thì vẫn là quan trọng nhất, là vẫn phải kẹp sát phần chân mi và cong từ phần chân mi nha mọi người. Sau đấy thì mình sẽ chút mascara. Mình chỉ sử dụng mascara nhẹ nhàng giữ cong và để tập trung vào phần mi giả, nên mình sẽ không sử dụng dòng mascara là quá dày. Ok, với mascara thì mình chỉ chút như này thôi. Và bây giờ thì mình sẽ gắn mi. Thank you.
giờ tiếp tục với mắt bên này thì mình sẽ lại làm y hệt quá trình, quy trình giống bên này. Đấy chính là bây giờ mình sẽ quẹt keo, sau đấy thì kẻ mi, chút mascara thì sau đấy mới gắn thì nó mới dễ dàng gắn như này được. Ok, mình đã xong phần lông mi giả rồi. Giờ thì mình sẽ chút mascara ở lông mi dưới này, sau đấy thì kẻ lông mi giả ở dưới. Từ cái ngày xoa chân vào cái phần makeup Douyin này thì công cụ makeup của mình đã vất vả hơn rất nhiều. Vì makeup Douyin toàn là kiểu hack hack mắt này, hack lông mi này, nên là nó sẽ phức tạp hơn. Và quá trình makeup của mình cũng lâu la hơn nữa. Và phần đôi mắt thì mình sẽ sử dụng một chiếc cọ bé vừa nãy, sử dụng màu này để nhấn vào phần đuôi mắt. Cái màu này nó sẽ là màu không quá nâu nên là mình phải dặm đi dặm lại 2-3 lần để đậm được như cái ý mình mong muốn. Bây giờ mình sẽ dùng bút kẻ mắt vừa nãy để kẻ phần lông mi giả bên dưới. Phần mống mắt vẫn hơi nhạt nên là mình dùng chỉ kẻ mày kẻ lại phần mống mắt. Mình sẽ dùng cái bút chiếc khuyết điểm vừa nãy để tán lại phần mống mắt ở trong để làm nổi bật cái phần mống mắt hơn. Với màu má thì mình vẫn sẽ sử dụng bằng mắt luôn, thì mình vẫn lại sử dụng cái màu này ở trong bảng mắt để tán màu má, tại vì cái màu này nó cũng rất là xinh và nó cũng dễ tán. Tại vì nó khá là nhạt nên là mọi người có thể layer đến khi nào mình ưng ý thì thôi. Và phần kẻ mắt hôm nay thì mình có thêm một điểm nhấn nữa, đấy chính là eyeliner màu trắng này. Mình sẽ kẻ thêm một phần đuôi mắt. Như thế này. Bình thường thì mình thích kẻ ở phần trên liner hơn, nhưng mà cái makeup ngày hôm nay đã có điểm nhấn ở phần đầu mắt rồi nên mình chỉ kẻ ở phần dưới liner thôi. Chấm thêm một cái nốt ruồi giả và chấm lại hai cái nốt ruồi thật của mình cho nó đậm hơn một chút. Bây giờ son môi thì mình sẽ sử dụng màu 511 này của GC. Màu này với mình thì mình thấy nó là một màu hồng vỏ đỗ, hồng đất nhẹ. Tùy theo sắc môi mà lên sẽ có sự khác biệt một chút. Chất kem của em này sẽ là chất son velvet, nên là khi đặt lên nơi á, rất là mềm, mịn và có mùi hoa hồng nhẹ. Nhưng mà một lúc sau thì nó sẽ không còn mùi nữa. Bây giờ mình cứ tán full môi sau đấy thì mình sẽ chỉnh lại sau. Mình sẽ bặm cho son lan ra xung quanh một chút. Bây giờ mình sử dụng cái cọ chiếc khuyết điểm vừa nãy để tạo dáng môi hình trái tim hơn. Môi dưới của mình đã gọn hơn rồi. Bây giờ thì mình sẽ layer thêm màu môi ở trong. Cái chất son này velvet nên là che khuyết điểm môi khá là tốt, che được vân môi và nó cũng không làm khô môi nữa, rất là mềm. Mình nghĩ mình sẽ thêm một chút má nữa. Mình sẽ tập trung vào phần trên này thôi. Với phần môi thì mình muốn nhấn nhá thêm cho môi một chút nữa thì mình sẽ sử dụng cái cọ vừa nãy, dùng cái màu đậm như thế này tán ở đây. Để môi có cái gợn gợn như này này mọi người. Giờ thấy nó dọa trái tim hơn nữa. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi chỉnh trang lại tóc tai và quay trở lại với mọi người. Mọi người đợi mình xíu nha. Ok, và mình đã hoàn thành xong makeup lúc ngày hôm nay rồi. Mọi người thấy makeup ngày hôm nay thế nào? Hiện tại thì mình vẫn rất đang lợm các makeup ở trên Douyin, nên là những makeup lúc dạo gần đây của mình thường là bị ảnh hưởng bởi Douyin rất là nhiều. Mọi người có thể thấy đây.
Nhưng mà mình hy vọng mọi người sẽ vẫn thích những cái layout như thế này. Và mình mong là video này sẽ là một gợi ý cho mọi người tìm những món đồ giá thành hợp lý hoặc là những layout makeup thú vị. Và cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Và nếu thích thì đừng quên nhấn like, subscribe và nhấn cái chuông ở bên dưới nhận được thông báo mỗi lần mình ra video mới. Và follow mình trên Insta Link Makeup để chúng mình được gặp gỡ nhiều hơn. Và tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo nha. Bye.